Thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024 với mục tiêu đặt ra đạt 100%. Bảo hiểm xã hội huyện Xuyên Mộc tổ chức tập huấn, triển khai nghiệp vụ cho 50 nhân viên phụ trách bảo hiểm y tế học sinh khối tiểu học, trung học, giáo dục thường xuyên, các trường học trên địa bàn huyện. Nhân viên phụ trách bảo hiểm y tế học sinh của các trường học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được báo cáo viên của Bảo hiểm xã hội huyện hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện bảo hiểm y tế học sinh và triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024. Quy trình thu, các biểu mẫu và một số lưu ý khi thực hiện công tác thu, nộp tiền, cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Năm học 2022-2023 vừa qua, toàn huyện Xuyên Mộc là 29.097 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%.